Dù bạn có tin hay không, thì bức hình này, bầu trời này được ghép bởi phần mềm hoàn toàn tự động. Đây là hình gốc. Và đây là hình phần mềm nó tự động nó làm. Tất cả những cái này hoàn toàn có ở trong phần mềm Lumina 4. Rồi, ở trong cái phần tiếp theo này thì đó là một cái chức năng mà mình phải nói là một cái chức năng đầu tiên mình thử nghiệm khi mà mình mở cái phần mềm Lumina 4 này lên. Bởi vì các bạn có thể thấy là trong cái quảng cáo của Lumina thì nó nhấn mạnh rất là nhiều về phần Replay the Sky Instantly. Có nghĩa là nó thay đổi cái nền trời một cách tự động sử dụng AI. Ha, có nghĩa là sử dụng máy học đó để nó biết được đâu là nền trời. Nó tự động nó tách, nó tự động nó ghép, nó tự động nó làm hết. Tất nhiên là mọi thứ ở đây mình có thể advanced setting, có thể mình chỉnh lại bằng tay được ha. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta sử dụng cái chức năng này. Rất dễ, rất hay và rất là hiệu quả. Mình nói thật với các bạn, bởi vì mình test thử thì mình cảm thấy nó rất là ok. Các bạn có thể thấy đây là khoản viền này. Đây là ảnh gốc này, đây là gốc nhá. Đây là sao? Gốc, sao? Gốc, sao? Nhưng mình nói thật với các bạn, làm với Photoshop thay nền trời, mình có những cái tutorial rồi. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy nó phức tạp như thế nào. Trong phần mềm này đơn giản rất là nhiều. Rồi, ở đây các bạn sẽ mở cái bức hình của các bạn lên. Ví dụ như là đây, phần mềm này thì mình sẽ xóa hết Reset Adjustment đi. Thì các bạn mở lên một cái hình giúp mình. Ở trong hình này thì các bạn sẽ có một số cái giới hạn. Đầu tiên đây là sử dụng AI, cho nên là nó sẽ cần những cái nền trời nó rạch ròi một chút xíu. Ví dụ như là hình này, các bạn có thể thấy ngay là cái phần nền trời của chúng ta nó khá là rõ ràng. Đại khái là nó không cần thiết phải quá rõ, nhưng mà các bạn có thể thấy ngay được cái phần viền trời ha. Ví dụ như là hình này vẫn mình nghĩ là vẫn ok. Hình này chẳng hạn, vậy là ok nè. Đó. Còn như kiểu mà hình nền trời nó nằm ở trong một cái hốc, một cái hẻm, ví dụ như thế này đi, thì phần mềm nó không biết đâu để nó chỉnh đâu. Cho nên là các bạn hãy thông minh và gọi là thông minh hơn cái máy ở chỗ là chúng ta chọn cái hình để chúng ta xử lý sẽ cho nó phù hợp nhé. Ví dụ như hình này thì ví dụ như các bạn chụp ở ngoài trời mây, các bạn đi chụp cho cô dâu chú rể chẳng hạn vậy, nhưng mà gặp ngay một cái ngày mà nền trời nó rất là xấu, nó trắng, nó không có một cái gợn mây nào cả, thì ghép mây ở trong Lumina. Ví dụ các bạn thêm cái Lumina này thành một cái plugin ở trong Photoshop và chúng ta thao tác nhanh ở trong Photoshop được, nó vẫn rất là ok ha. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy ngay cái AI Sky Replacement ở trong cái group tool là Creative ha. Creative đây, bên group tool này, mặc định cái library, các bạn chuyển qua edit và ngay cái group này nhé. Thì chúng ta sẽ có AI Sky Replacement. Ở trong này thì các bạn có thể tích vào cái Advanced Setting để chúng ta có những cái điều chỉnh gọi là nó nâng cấp hơn ha. Thì ở đây các bạn sẽ click vào cái Sky Selection. Mặc định ở trong Lumina thì nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái nền trời rồi. Ví dụ như là Blue Sky này, là nền trời xanh. Các bạn chỉ đơn giản là click vào thôi. Chỉ đơn giản là click vào nền trời. Và tự động còn lại thì Lumina nó sẽ ghép cho các bạn ha. Thì đây các bạn sẽ chọn cái nền trời cho nó phù hợp. Ví dụ như là Bright Blue Sky. Ví dụ như là nền trời nó sáng hơn so với cái Blue Sky. Dramatic Sky thì nó sẽ là những cái nền trời mà nó gọi là kịch tính hơn, kiểu thế, nó có cinema hơn, nó cine hơn kiểu. Thì các bạn thể để ý nhé, là khi các bạn thêm cái hình vô rồi, những cái hình này rất là hợp này, thì Lumina nó sẽ tự động nó sẽ làm cho cái hình, những cái màu sắc ở cái khu vực khác nó sẽ theo cái hình, cái nền trời mà các bạn add vô luôn ha. Ví dụ như ở đây nó màu vàng này thì ngay lập tức cái nền trời, cái phần, các bạn để ý cái phần núi này đó, nó sẽ thêm một chút màu vàng ở đó luôn. Hoặc là các bạn sẽ chọn những cái hình khác, ví dụ như là cái này coi. Mình cũng chưa thử hết những cái nền trời ở trong này. Đó, như cái nền núi nó mất cái màu vàng rồi này. Ví dụ như là Galaxy 1 coi. Galaxy thì nó là cái nền gọi là vũ trụ đó. Giống như là mấy ông đi chụp gọi là chụp buổi tối vậy. Starry Night là chụp cảnh đêm. Khá là hay đúng không? Khá là hay. Sunset đây, sunset là hình hoàng hôn ha. Để chọn sunset đó, khá là đẹp, khá là hài hòa, khá là tuyệt vời. Thì ở đây các bạn có thể chọn original sky là hình nền gốc, nhìn nhạt tuyệt chẳng có gì hết. Có thể load custom sky image, có nghĩa là các bạn click vô các bạn load cái hình của các bạn nữa cũng được. Có nghĩa là cái phần mềm nó sẽ có nhiệm vụ nó detect, nó sẽ
coi thử ở đâu là cái nền trời và nó cho các bạn chọn những cái nền trời khác. Thì ở đây mình sẽ lên Google, mình sẽ tìm một cái nền trời khác để mình thử. Đây mình sẽ chọn công cụ là kích thước lớn để cho chúng ta ép vô nó đẹp hơn ha, nó sẽ đẹp hơn. Rồi ví dụ như là mình sẽ lấy cái nền này đi, màu tím tím nè, tím tím đi thử coi, nhưng nó khó khó chút xíu. Mình sẽ lưu cái chuột phải đây, cái kích thước nó tới 2000 mấy thì mình cảm thấy nó khá là ok, thì mình sẽ tải về ha. Rồi mình quay trở lại Lumina. Ở cái Sky Selection mình sẽ chọn là Load Custom Sky Image, download đây cái hình và mình click Open. Tự động nó sẽ ghép vào cho chúng ta, các bạn thể thấy ngay là nó ghép vô ha. Thì ở đây các bạn thể thấy là nó có một chút sai sai ở đây, thì đây các bạn có thể điều chỉnh được ha. Horizontal Blending, các bạn sẽ, mình sẽ tìm có thể đây, Horizontal Position chứ, là cái đường chân trời. Cái đường chân trời, các bạn có thể giảm cái đường chân trời xuống cho nó thấp xuống ha. Cái hình chúng ta giảm đi này, đó, để cho nó giảm cái vị trí xuống ha. Rồi, Sky Global thì chúng ta sẽ tăng giảm cái Sky Global để cho cái hình nền trời của chúng ta đó nó tệp với lại cái hình nền gốc ha. Còn Realize Screen thì nó sẽ thay đổi cái hình gốc của các bạn theo cái tông màu của cái nền trời mà các bạn thêm vô. Thế thông minh không? Đây ví dụ mình tăng cái Realize Screen lên, các bạn có thể thấy là nó tự động nó xác định là cái nền trời các bạn mới thêm vào nó đang có ám tím, thì ngay lập tức nó sẽ ám thêm màu tím vào cái nền đất ở dưới để cho nó phù hợp. Tuyệt vời không? Cái này đúng không? Rồi tiếp theo đi. Ở dưới này có cái gì? À flip thôi. Rồi, close gap thì chúng ta sẽ check thử coi. Vì mình nhớ có một chỗ để cho các bạn có thể điều chỉnh được cái phần viền nó đó rồi. Phần viền à đây, horizontal blending để cho cái phần mà gọi là gieo nhau giữa cái điểm giữa cái hình gốc với lại cái hình các bạn ghép vô đó thì các bạn có thể tăng giảm lên được ha. Nhưng mà với cá nhân mình cảm thấy với những cái công cụ mà Lumina nó cho mình á thì nó khá là ok, nó khá là nhanh, bởi vì đơn giản cái công việc chúng ta chỉ có như vậy thôi. Tất nhiên là ở đây ví dụ như là các bạn chọn những cái hình khác, ví dụ như là mình chọn hình này chẳng hạn vậy, mình muốn thay đổi cái nền trời này, mình sẽ xem thử coi là nó có thay đổi hay không. Mình sẽ chờ, như mình nói đã có một cái vấn đề với cái phần mềm này là nó cho mình chờ, nó load cái file hình nó khá là chậm, như mà nãy giờ là khoảng cỡ 7 giây, 10 giây gì đó nè. Như cái hình này có vẻ như là nó khá là nặng cho nên là nó sẽ load hơi lâu. Đó, rồi, bây giờ là được này. Thì mình sẽ chọn một cái khác coi, ví dụ như là thay vì hình gốc mình sẽ chọn là Dramatic Sky này coi. Đó, thì các bạn có thể thấy nó đổi cái tông màu đi và nhìn nó rất là đẹp đúng không? Các bạn nhìn cái cây này, ví dụ như các bạn chọn dùng Photoshop đi, các bạn tách cái nền, cái cây này tới bao giờ mới xong để các bạn ghép vô cái nền vô, đúng không? Thì mình phải nói thật, cái này nó khá là hay bởi vì cái công cụ rất là tiện. Ví dụ như các bạn cài cái này vào trong Photoshop đi, các bạn chọn nó là một cái plugin, thì đây các bạn có thể vào Lumina này, hoặc là vào file các bạn chọn sử dụng Windows thì nó sẽ nằm trong file nhé. Chọn là Install Plugin và các bạn check Install vào trong cái Adobe Photoshop. Thì trong Adobe Photoshop nó sẽ có cái plugin này giống ở trong cái menu Filter đó. Menu Filter các bạn sẽ thấy cái Skylum Lumina 4 thì nó sẽ bật ra cái cửa sổ này để các bạn có thể chọn được nền trời. Khá là tuyệt vời đối với mình, đây là một cái công cụ gọi là đắt giá nhất ở trong cái phần mềm Lumina 4. Thì cái cách sử dụng thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó sẽ có một số cái khác như là Atmospheric Haze, có nghĩa là các bạn làm cho cái nền trời của mình nó hơi mờ chút xíu để cho nó tệp với lại cái nền hơn ha. Thì đó là những cái các bạn có thể chỉnh, Sky Temperature để tăng giảm làm tăng độ ấm với lại độ lạnh nè, Sky Exposure để chúng ta tăng giảm cái độ sáng nè, đó. Ví dụ như là đó, ví dụ như thế này đi. Rất tuyệt vời, mình phải công nhận mình cho điểm 9.9/10 với chức năng này ở trong Lumina. Rất là tuyệt vời và mình khuyên các bạn nên thử. Các bạn có thể click vào cái link ngay phía dưới phần description hoặc là phía dưới phần comment để các bạn tải cái. Đây các bạn click vô thì nó sẽ ra cái trang này nhé. Thì các bạn kéo lên trên cùng Lumina này và chọn là Download Trial.
thì các bạn sẽ tải được cái phần mềm này về ha. Hoặc là các bạn muốn mua phần mềm này tương đối rẻ 1 triệu 6 để các bạn sử dụng vĩnh viễn phần mềm này, và có thể update khi các bạn nó có phiên bản 5 chẳng hạn vậy, nó sẽ update lên hơn miễn phí luôn. Thì các bạn click vào Buy Now. Ở đây nó chỉ có 89 đô, là loanh quanh khoảng cỡ 1 triệu 8, 1 triệu 9 gì đó. Thì mình tặng các bạn một cái code để các bạn có thể giảm thêm được 200 nghìn nữa, 10 đô. Đó là 89 đô, các bạn giảm còn 79 đô ha. Đó là cái code của mình, nó sẽ là code HP Photoshop. Và các bạn click vô apply, ngay lập tức nó sẽ trừ đi 10 đô cho các bạn ha. Các bạn còn 79 đô, tương đương 80 đô thôi. 1 triệu 6 gì đó, 1 triệu 7 cho một phần mềm rất tuyệt vời, một cái chức năng tuyệt vời. Và mình không thể tin được tại sao trong Photoshop nó không làm cái chức năng này nhỉ. Mình chỉ hy vọng một ngày là Adobe Photoshop sẽ tích hợp luôn đi để cho nó gọn hơn. Thì kiểu thế. Thì đó là toàn bộ video ngày hôm nay, một chức năng rất đáng giá, mình phải công nhận một điều là như vậy ha. Thì nó toàn bộ video ngày hôm nay ở những cái dưới phía dưới này nè, đó nó sẽ có những cái video khác của mình làm về những phần mềm Photoshop, về Lightroom, về Lumina, thì các bạn thể click vô để các bạn tham khảo nhé. Và các bạn nghĩ như thế nào về phần mềm này, hãy cho mình cái comment ngay phía dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video này, bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới.